liên quan đến vụ sạt lở đất đổ xuống khu nhà tham mưu của sư đoàn 337 đóng quân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào sáng 18 tháng 10 năm 2020. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong số 22 cán bộ chiến sĩ nghi mất tích. Trước đó, cơ quan chức năng ghi nhận số người nghi mất tích là 22 người, trong đó có 4 sĩ quan, 1 thượng tá, 3 trợ lý, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần kỹ thuật. Tại hiện trường, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Danh sách 22 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích do sạt lở gồm: 1. Lê Hương Trà, 36 tuổi, quê Hà Tĩnh, trung úy quân nhân chuyên nghiệp. 2. Trần Văn Toàn, 37 tuổi, quê Nghệ An, trung úy quân nhân chuyên nghiệp. 3. Nguyễn Văn Thu, 36 tuổi, quê Nghệ An, trung úy quân nhân chuyên nghiệp. 4. Lê Đức Thiện, 40 tuổi, quê Thanh Hóa, thượng úy. 5. Trần Quốc Dũng, 36 tuổi, quê Hà Tĩnh, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. 6. Lê Cao Cường, 37 tuổi, quê Nghệ An, trung úy quân nhân chuyên nghiệp. 7. Nguyễn Cao Cường, 43 tuổi, quê Hà Tĩnh, thiếu tá. 8. Nguyễn Cảnh Trung, 42 tuổi, quê Nghệ An, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. 9. Bùi Đình Toàn, 50 tuổi, quê Nghệ An, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. 10. Ngô Bá Văn, 36 tuổi, quê Hà Tĩnh, trung úy quân nhân chuyên nghiệp. 11. Lê Văn Quế, 49 tuổi, quê Quảng Trị, thượng tá. 12. Lê Đức Hải, 31 tuổi, quê Quảng Bình, trung úy. 13. Phùng Thanh Tùng, 41 tuổi, quê Nghệ An, thiếu tá. 14. Phạm Ngọc Quyết, 43 tuổi, quê Quảng Trị, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. 15. Cao Văn Thắng, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, chiến sĩ. 16. Lê Tuấn Anh, 20 tuổi, quê Quảng Trị, chiến sĩ. 17. Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ. 18. Phạm Văn Thái, 20 tuổi, quê Quảng Bình, chiến sĩ. 19. Hồ Văn Nguyên, 22 tuổi, quê Quảng Trị, chiến sĩ. 20. Lê Sĩ Siêu, chiến sĩ. 21. Lê Thế Linh, chiến sĩ. 22. Nguyễn Quang Sơn, chiến sĩ. Vui vẻ nhà bên đi. Ở đây hồi trước có suối đâu à? Có con suối nhỏ ấy. Cái này là sư đoàn 337 nhé mọi người. Sư đoàn 337 của đồng quân tại xã Hướng Phùng ạ. Một phần tư của quả đồi đã sạt xuống. Đã còn nằm đây 22 chiến sĩ nha mọi người. 22 đồng chí ạ. Chưa có một cái máy công cụ nào vào được ạ. Nó sạt vào lúc 1:30 và đến 4:02. Đã có một đoàn quân máy xúc, máy ủi đang còn tiếp cận, đang còn dọn đường để cho là xe vào, vì chỗ này đã bị cô lập cả hai đầu. Hướng Phùng Quảng Trị nhé mọi người.
Em chào 270 bác đang xem ạ. Mọi người chia sẻ để tìm ra các đồng chí nha mọi người. Em đã còn đứng ở cổng phụ ạ, chưa vào cổng chính nha mọi người. Nhà mô anh. Nhà mình đi trọng là cứu được 4 người rồi. À, nhà trọng là cứu được 4 người à? Dạ. Con sập tới cũng được 4 người thì thực sự rõ ràng. Hiện tại là nghe rồi, nghe nói đấy. Hiện tại dưới là con mấy người nữa? 28 người nữa. 28 người cách thủ tá của 28 người. Cả hết được 4 người. Chứ được mất mấy người nữa. Cả hết là 28 người. Mà trung đoàn nghe rõ ràng, nghe rất một trung đoàn mà. À, đấy là khu vực của bộ đội biên phòng đi sạt từ các bạn ơi. Em chào 500 bạc đang xem ạ. Em đứng đợi trong kia mà từ 2 giờ sáng giờ đấy. 2 giờ sáng em đứng là tôi đợi 1 giờ sáng là thấy bộ đội đi ngoan không được tiền chi. Nổ 2 lần. Nổ 2 lần à? Ờ vùng vùng 2 lần. Con đang dập ngó ngay đấy không? Đó, ra để ra bên luôn. Em chào 600 bạc đang. Mọi người đừng gọi nhé mọi người. Em đang còn live stream trực tiếp để cho mọi người. Em đã nhận được cái tin nhắn của Hội Lan Hướng Hóa. Hội Lan Hướng Hóa đã có một cái tin nhắn là các anh cần gì thì Hội Lan sẽ hỗ trợ. Mọi người chia sẻ nhé mọi người. Em chào 1K bác đang xem ạ. Mọi người đừng thả tim nhé mọi người. Cái mạng ở đây nó rất chi là yếu, viễn thông đã đứt cáp rồi nên con chắc việt theo thôi. Mọi người đừng thả tim cái nó lắc ạ. Các anh đang còn nằm ở dưới ạ. Tôi đang đau kìa. Họ đang xử lý thế. Đang lấy cái nữa. Đang đỏ. Để từ từ đã. Bên kia này có người đã vào đây này, đang còn tiếp cận hiện trường này. Đây ạ. Em còn đứng rất xa nha mọi người. Vì không thể tiếp cận được hiện trường. Chúng ta mưa quá vậy. Chúng ta vì quá xa đấy. Còn đang đào bên đấy. Đấy, cái tòa nhà này ạ. Ở đây có 2-3 khu nha mọi người. 2-3 khu ạ. Đang ngủ một cái tiếp. Đang còn nằm dưới đất là khoảng 22 đồng chí nữa. Hy vọng rằng sẽ có một phép màu cho các đồng chí. Vâng, để vù 27 người đang bán đây. Dạ, ở Quảng Trị nha anh. Ở Quảng Trị ạ, vào lúc 1:30. 337 Thảo Nhi ơi. Ở hướng Phung, hướng Hóa, Quảng Trị nha mọi người. Sư đoàn 337 ạ. Nó sắp hết 2-3 khu nhà chứ. Toàn những cán bộ đã còn nghỉ buổi nghỉ đêm ạ. À.
ở Hướng Phùng nha mọi người, Hướng Phùng Hướng Hóa ở Quảng Trị ạ. Nhà hai tầng vẫn còn nha mọi người. Cái này là chỉ có ở bên hậu cần và khu hậu cần, và có một cái khu chim mà toàn xếp ở đấy, khu chính trị. Không vào đâu Hoàng Linh ơi, ở đây họ đang còn làm việc nên mình không thể vào mà live stream trực tiếp được. Đúng rồi, 22 người làm gì tôi là tùy đấy, đang họ đang tìm kiếm. Đây là một sư đoàn có thiệt hại về người, chứ còn bên dân là nó trôi nhà trôi cửa hết. Dạ chưa có đội ủng cứu, nhưng mà tạm thời có bên chỗ hậu cần bên kia có mấy người mới đi vào thôi, chứ còn xe nó chưa vào được rồi. Đang còn mở đường cho xe vào nha mọi người. Dạ mới tin được 4 người cho chưa, họ chưa, họ đang đi chơi. Mới vừa tối nay nghe thương. Các em đang còn đào bới đấy, đang còn tìm kiếm các đồng chí ạ. Chỉ có dùng tay thôi, máy móc chưa tiếp cận được ạ, vì đã bị cô lập hai đầu rồi ạ. Không phải trung đoàn đâu ạ, cái này là sư đoàn. Sư đoàn là cao hơn trung đoàn đấy. À, ở Quảng Trị nhé mọi người. Dạ đúng rồi, Hướng Phùng Hướng Hóa Quảng Trị ạ. Hôm qua ở 6 người ở Huế ấy. Sạt lở lúc 1:30. Em nhận thông tin thì lúc 1:30. Nhưng mà thời gian chính thức thì chắc khoảng trước đó mấy phút thôi. Một quả núi đang sạt lở. Em đợi từ bên cầu bên đường bên kia khoảng từ 2 giờ tới giờ mới qua được đấy. Có 22 chiến sĩ đang còn nằm dưới ạ. Hy vọng rằng các chiến sĩ sẽ có một phép màu nào đó. Bây giờ là họ không cho vào được nữa. Mình ở đứng cách xa mà họ phải 40-50 mét, nhưng quái cũng như vào lắm đâu. Đi cách xa. À, không phải anh Thăng Thắm ơi, đường này là đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh Tây ạ, nằm trên đường Hồ Chí Minh Tây ạ. Phải người ta thoát ra để em vào lại Facebook này luôn ạ. Còn 2% thôi để em liên lạc, em sẽ vào máy này và cùng Facebook này luôn ạ. Mọi người thoát ra và vào lại Facebook này giùm em vậy ạ.